chiều 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2023, mang tên quốc tế Talim. Theo dự báo đưa ra ngày 15 tháng 7 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi sang Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h, sẽ đi qua bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc rồi hướng vào Vịnh Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc Bộ. Cập nhật đến 17 giờ chiều 15 tháng 7, bão số 1 mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cũng trong chiều 15 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện số 5 gửi Ban Chỉ huy tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các bộ ngành liên quan đề nghị ứng phó cơn bão số 1. Ngày 15 tháng 7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bắt giữ 11 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật. Đối tượng Đặng Công Tính, 20 tuổi, quê Phú Yên, cầm đầu đường dây. Tính đã chủ mưu tiếp cận các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin đang có nhu cầu kiếm việc làm để cùng đồng bọn dùng nhiều chiêu trò thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép, sau đó lừa bán vào các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Campuchia bằng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng với địa bàn hoạt động rộng. Từ các tài liệu thông tin thu thập, ngày 12 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng có liên quan đến đường dây. Bước đầu xác định nhóm đối tượng đã bắt giữ và bán 3 phụ nữ cho cơ sở massage trên địa bàn tỉnh Bình Dương và lừa bán 2 phụ nữ sang Campuchia. Ngày 15 tháng 7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết vừa phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 250.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam với số lượng lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Theo đó, kiểm tra tàu cá số hiệu BTH95055TS có 7 thuyền viên do ông Phạm Văn Đồng, 42 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng chiếc tàu khai nhận vận chuyển khoảng 250.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Từ đầu năm tới nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện 4 vụ tàu cá chở dầu DO không có hóa đơn chứng từ. Ngày 15 tháng 7, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết qua tiếp cận hiện trường vụ phá rừng tại Lô 14 và Lô 16, khoảnh 4 tiểu khu 264 thuộc địa giới hành chính thôn 9 xã Mê Linh, đơn vị đã khoanh vùng các đối tượng tình nghi sau khoảng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được tin báo. Theo đó, Công an có đủ cơ sở xác định vụ phá rừng do Trương Văn Thương, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Đông Anh 3, thị trấn Nam Bang, và Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1993, trú tại thôn 9, xã Mê Linh, cùng ở huyện Lâm Hà, thực hiện. Tại cơ quan công an, bước đầu Tiến và Thương thừa nhận đã thực hiện vụ phá rừng với mục đích lấy đất sản xuất. Quá trình kiểm kê, cơ quan chức năng xác định có 143 cây thông trong năm 1997, diện tích rừng bị tác động là 1.372 m², khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 16,879 m³. Ngày 15 tháng 7, ông Đỗ Quốc Tiếp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Quảng Bình cho biết, tại thành phố Đồng Hới vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại. Theo đó, nạn nhân là ông H, sinh năm 1974, ở phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Trước đó, ngày 3 tháng 3 năm 2023, ông H bị chó của nhà hàng xóm cắn. Hai ngày sau đó, con chó bị chết và đến ngày 12 tháng 7, quá mệt, ông H đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, thì bác sĩ chẩn đoán bị bệnh dại. Sau đó, ông H được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ trả về, cho đến ngày 14 tháng 7 thì ông H tử vong. Ngày 15 tháng 7, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cho biết đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân bị ngộ độc methanol từ Bình Phước chuyển lên, gồm chị A 37 tuổi, em H 16 tuổi, con của chị A, và anh KH 41 tuổi, đều ngụ tỉnh Bình Phước. Riêng chồng của chị H đã tử vong vì ngộ độc methanol quá nặng vào ngày 14 tháng 7. Theo bác sĩ Võ Thành Nam, Phó trưởng khoa thận lọc máu Bệnh viện Quân y 175, cả 3 bệnh nhân được tiến hành lọc máu cấp cứu với chẩn đoán ngộ độc methanol giờ thứ 44, tiên lượng nặng. Sau khoảng 2 giờ, các triệu chứng bắt đầu cải thiện. Đến sáng 15 tháng 7, cả 3 bệnh nhân bước đầu đáp ứng tốt với lọc máu, trong đó em H hồi phục hoàn toàn, bệnh nhân KH tỉnh táo và thị lực tốt.